Vâng, chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng. Và trước mặt anh chị đó chính là một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 bản V màu đen. Màu đen ánh cực kỳ là nổi bật luôn. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn tổng quan chi tiết hình ảnh về ngoại thất cũng như là nội thất ở bên trong. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Với phiên bản V thì nhà sản xuất trang bị khối động cơ 1.8 DOHC 20 cam kết hợp với hộp số CVT vô cấp, vừa cho khả năng tăng tốc mượt mà cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tuyệt vời luôn. Đường trường chỉ có khoảng 5,9 lít trên 100 km, không thể tưởng tượng được luôn ạ. Xe trang bị là tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với cái khoảng sáng gầm lên đến 161 mm, sử dụng la răng 18 inch giúp cho xe di chuyển cực kỳ là linh hoạt. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem rằng là tổng quan thiết kế của một chiếc màu đen thì sẽ nổi bật là như thế nào. Đầu tiên đó chính là về phần giá bán. Với phiên bản 1.8V màu đen của Corolla Cross sẽ có mức giá niêm yết là 846 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Dòng crossover, xe SUV gầm cao với mức giá cực kỳ hợp lý. Có thể nói rằng điểm nổi bật nhất của Cross phiên bản V đó chính là hệ thống Toyota Safety Sense, vừa cho khả năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động cũng như là bám đuổi với xe ở phía trước. Tiếp theo đến là gì nào? Đó chính là chế độ camera 360 độ. Xe trang bị một chiếc camera 360 độ bao gồm phía đầu xe kết hợp với logo được phủ Meca, trong đó chính là cái Lara ở phía trước. Ngoài ra còn có cái cụm đèn trước, đó chính là cụm đèn bi LED với cái giải đèn LED ban ngày cực kỳ là to bản, kết hợp với xin nhan. Và chúng ta còn có thêm cảm biến góc trước cũng như là hệ thống đèn sương mù công nghệ LED. Với cái thiết kế giao diện như thế này thì giúp cho chiếc xe trông nổi bật, thể thao và bề thế hơn. Phải nói là một cái góc quay như thế này mới thấy được rằng là xe rất đẹp luôn. Xe trang bị với 7 màu sắc để chúng ta có thể lựa chọn. Đó chính là màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh xám. Chúng ta sẽ nhìn những cái bảng màu mà nhà sản xuất cũng như là đại lý chúng tôi chuẩn bị ở đây để khách hàng có thể lựa chọn vào những chiếc catalog. Tiếp đến ở bên phần phía thân xe chúng ta có gì nào? Phần phía thân xe, một chiếc màu đen này cực kỳ là nổi bật và trường dáng. Như thế này thì trên phần la răng, lốp sử dụng lốp là Michelin. Lốp Michelin với cái thông số là la răng 18 inch 225/50 R18. Cả 4 bánh đều trang bị là phanh đĩa này. Tuyệt vời. Đến với phần gương, xe trang bị cụp gương tự động kết hợp cảnh báo điểm mù ở trên gương và hệ thống camera 360 độ đây. Đây là chiếc cam 360 và Văn Hội rất thích cái cam nó để ở phần chân gương, sẽ giúp cho chúng ta là không bị cái hiện tượng là bị va đập, đúng không ạ? Cảnh báo điểm mù trên gương đây rồi. Rất tuyệt vời. Tay nắm cửa của xe sẽ cùng với màu của thân xe giúp cho xe liền mạch hơn. Hay ở phía trên thì chúng ta có nẹp dọc nóc xe kết hợp với cửa sổ trời. Với cái nẹp dọc nóc xe như thế này giúp trông xe thể thao, khỏe khoắn. Cửa sổ trời thì giúp chúng ta, đặc biệt nhất là đi những cái cung đường mà đi dã ngoại, mới thấy được điều tuyệt vời của cửa sổ trời. Và gì nữa nào? Đó chính là anten vây cá mập, bắt sóng radio rất tốt, được tích hợp liền lên trên kính luôn. Một chiếc màu đen thì sẽ rất nổi bật khi mà nó trang bị là màu đen bóng. Màu đen bóng của Toyota Corolla Cross. Nào, chúng ta ngắm nhìn từ dưới lên mới thấy được rằng là cái khoảng sáng gầm, thông số là 161, nhưng thực tế ở đây mà Văn Hội nhìn có lẽ rằng là nó phải lên đến hơn 200 luôn đấy ạ. Hơn 200 luôn, di chuyển cực kỳ là dễ chịu. Chúng ta có về phần nổi bật ở phía đuôi sau là gì nào? Đó chính là logo Corolla Cross, mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Không chỉ có vậy mà chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau được trang bị theo xe luôn.
4 cảm biến cảnh báo va chạm sau nhé. Nó sẽ giúp chúng ta lái xe, lùi xe an toàn hơn. Kết hợp với một chiếc camera 360 độ và cả phía sau chắc chắn rồi. Chúng ta còn có gì ở phần cốp này? Mở cốp lên thì phiên bản V của chúng ta trang bị thêm một khay che hành lý. Với cái khay che hành lý này, ở đây thì chúng ta cũng đã ngắm nhìn được cái màu ở bên trong rồi. Vậy là nhà sản xuất trang bị với hai tông màu, đó chính là nội thất màu nâu đỏ cao cấp hay nội thất màu đen. Cái khay này chúng ta sẽ thu nhỏ được lại. Và cái ghế này của chúng ta ngả được thêm 15 độ nữa. Đó, rất hay. Tiếp đến là chúng ta còn có gì ở phần này? Đó chính là lốp sơ cua. Phần lốp sơ cua đây. Dòng xe nhập khẩu trang bị lốp sơ cua. Cái không gian cũng như là cái khoảng để đồ ở phía cốp sau rất rộng. Chúng ta để những đồ vật to rộng được. Còn về tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giúp cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu là như thế nào? Đường trường, nếu mà đường trường thì Cross chỉ hết có 5,9 lít hay trung bình xe sẽ là 7 lít trên 100 km. Còn trong nội đô cũng chỉ có 9 lít cho một chiếc động cơ 1.8. Rất tiết kiệm xăng. Rất tiết kiệm xăng nhé. Chúng ta sẽ ngắm nhìn một vòng Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V màu đen ánh, mã màu là 218, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, model mới nhất hiện nay, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cảnh báo điểm mù trực tiếp lên trên gương luôn. Cực kỳ là nổi bật, hệ thống Toyota CitySense cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm, phanh tự động hay bám đuổi xe phía trước. Có một cái hay nữa đó chính là phần đèn. Đèn của chúng ta sẽ là đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Nào, còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm tổng quan bên trong nội thất xe của Toyota Corolla Cross. Và đây là tổng quan thiết kế nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Corolla Cross. Đầu tiên đó chính là nội thất tông màu nâu đỏ như thế này. Phần tappi cửa chúng ta có gì? Hộc để đồ rất rộng. Không chỉ có vậy, xe sẽ trang bị là hệ thống cụp gương tự động, hoặc là chúng ta có thể cụp cưỡng bức được. Và chỉnh mặt gương điện, chốt khóa cửa. Cả 4 kính này của chúng ta đều là auto một chạm hay chốt khóa kính nhé. Tiếp đến là gì nào? Tiếp đến đó chính là hệ thống đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện này, hay chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Rất hay luôn. Xe trang bị là ghế chỉnh điện lên đến 8 hướng. Ghế chỉnh điện lên đến 8 hướng nhé. Và ghế ra sẽ có lỗ thông khí. Còn đây là một chiếc chìa khóa của một chiếc xe Toyota Corolla Cross với 3 phím bấm. Cửa sổ trời cực kỳ là tiện lợi, đúng không ạ? Rất hợp lý luôn. Hai tổng quan ở bên trong thì chúng ta sẽ bước vào bên trong nào. Để bước vào bên trong thì chúng ta sẽ ngắm nhìn từ phía sau. Ở ngay ở ghế sau, cánh cửa sau thì cũng có những cái hộc để đồ, hộc để cốc nước rất rộng rãi. Và chúng ta đã có hệ thống cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, rất dễ chịu cho người ngồi ở phía sau. Hay tựa tay, lại có thêm hộc để cốc nữa. Khoảng trần rất cao nhé. Còn bên trong phần nội thất nào? Đây, chúng ta ngắm nhìn từ cửa sổ trời mà xuống. La phông trần ở trên thì sẽ là màu đen. Hay tổng quan xuống dưới, chúng ta sẽ có gì nào? Hai tổng quan nội thất bên trong chi tiết của chiếc xe Toyota Cross thì chúng ta sẽ ngắm được thấy gì? Đây là tổng quan chi tiết đúng không ạ? Bản V thì chúng ta có một bảng đồng hồ trung tâm. Với bên trái là đồng hồ vòng tua động cơ, ở giữa là đồng hồ vận tốc, cũng như một màn hình IMIS hiển thị đa thông tin. Và chắc chắn sẽ có km trên giờ điện tử. Xe trang bị là đèn pha tự động, cũng như hệ thống gạt mưa tự động và điều chỉnh in time, thời gian gạt mưa theo ý muốn. Hệ thống Toyota CitySense ở một phần khác thì Văn Hùng cũng đã chia sẻ rất kỹ rồi. Với hệ thống này thì chúng ta sẽ có cảnh báo tiền va chạm, lệch làn đường. Và đặc biệt thì Cross còn có cả hỗ trợ giữ làn đường anh chị nhé.
có cả hỗ trợ giữ làn đường luôn ạ. Đó, hoặc hệ thống DRCC bám đuổi với xe phía trước. Chúng ta có thoại rảnh tay, cái khoản giọng nói, vô lăng được khâu bọc da. Tổng quan chi tiết ở đây. Xe trang bị là chìa khóa thông minh, engine start stop, kết hợp với hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Hai vùng độc lập phần đua đấy, hai vùng đấy ạ. Màn hình giải trí lên đến 9 inch. Có kết nối CarPlay và Android Auto. Và thích nhất của phần này chắc chắn sẽ đến từ chiếc camera 360 độ. Với chiếc camera 360 độ này sẽ giúp chúng ta lái xe an toàn hơn, trực quan hơn. Xuống dưới, hệ thống kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử cũng được trang bị. Hay như hộp số tự động CVT vô cấp. Rất tuyệt vời luôn. Những cái cửa gió học như thế này. Về phần giải trí nữa đó chính là gì nào? Đó chính là phần màn hình. Thì xe trang bị là màn hình 9 inch có 6 loa. 6 loa. Và chúng ta có hệ thống an toàn là 7 túi khí. Với gương điện thì tự động chống chói rồi. Xe sẽ có trang bị gương điện tự động chống chói. Cũng như hệ thống Toyota CitySense ở phía trên đây rồi. Phần sườn đây. Đúng không ạ? Đó chính là tổng quan nội thất chi tiết bên trong của một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V. Màu đen, nội thất nâu đỏ. Rất ấn tượng và tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết cũng như tổng giá lăn bánh. Vừa rồi đó chính là ngắm nhìn tổng quan chi tiết một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V màu đen, model mới nhất hiện nay. Thiết kế cực kỳ là nổi bật và hài hòa. Để nhận báo giá, chương trình khuyến mãi tốt nhất, sẵn hàng đủ màu giao ngay, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn phần tổng giá lăn bánh thì là như thế nào? Mức giá niêm yết hiện tại đang là 846 triệu đồng. Để lăn bánh ở một tỉnh, mức thuế đang áp dụng là 10%. Trong khi đó, Hà Nội 12%. Biển số ở Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ có lăn bánh Cross 1.8V 846 triệu đồng thì lăn bánh ở một tỉnh sẽ là 934 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh sẽ là 954 triệu đồng và Hà Nội sẽ là 970 triệu đồng. Đó chính là về phần tổng giá lăn bánh, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Hỗ trợ xe thì cả trả thẳng và trả góp, giao xe online, giao xe toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!